Trung Wagner nói cựu đặc nhiệm Mỹ tử trận ở Bakhmut. Lãnh đạo Wagner Prigozhin nói một công dân Mỹ tử trận khi chiến đấu bên phe Ukraine ở Bakhmut và giấy tờ tùy thân cho thấy đây là cựu đặc nhiệm. Blogger quân sự Nga Alexander Simonov ngày 16 tháng 5 chia sẻ video Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner, đến một khu vực ở thành phố Bakhmut trong đêm tối. Video có hình ảnh Prigozhin kiểm tra một thi thể mà ông nói là mang giấy tờ tùy thân Mỹ. Công dân của Mỹ này đã đến đây gặp chúng ta. Chúng ta sẽ trao trả cậu ấy cho phía Mỹ. Chúng ta sẽ đặt cậu ấy trong quan tài được phủ quốc kỳ Mỹ với sự tôn trọng. Bởi cậu ấy không ra đi trên giường như ông của mình, mà tử trận trên chiến trường. Nên đây là sự ra đi có ý nghĩa, phải không? Ông Prigozhin nói, dường như hàm ý mỉa mai. Giấy tờ tùy thân cho thấy thi thể này là công dân Mỹ tên Nicholas Jovan Meimer, đến từ thành phố Boise, bang Idaho và là cựu lính đặc nhiệm quân đội Mỹ. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể của video. Trang Idaho Statesman ngày 16 tháng 5 dẫn nguồn tin xác nhận Myanmar không qua khỏi do chúng pháo kích ở Bakhmut. Cựu quân nhân 46 tuổi đến Ukraine từ năm 2022 để huấn luyện các tình nguyện viên nước này chiến đấu. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác thực tuyên bố của ông Prigozhin. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đang tìm kiếm thêm thông tin. Khả năng của chúng tôi trong việc xác thực thông tin công dân Mỹ không qua khỏi ở Ukraine là cực kỳ hạn chế. Phát ngôn viên nói và tái khẳng định công dân Mỹ không nên đến Ukraine. Công dân Mỹ đang ở Ukraine cần rời đi ngay lập tức nếu điều kiện cho phép, bằng mọi lựa chọn, thương mại hoặc tư nhân sẵn có. Wagner là lực lượng đang đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut, thành phố từng là nơi sinh sống của 70.000 người, có tầm quan trọng mang tính biểu tượng đối với cả Nga và Ukraine. Ukraine đến nay vẫn giữ được một số khu vực sau khoảng 10 tháng chiến đấu với lực lượng Nga. Theo The Hill, ít nhất 12 công dân Mỹ đã không qua khỏi ở Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch ở nước này. Hồi tháng 2 năm 2022, bất chấp các cảnh báo về đi lại từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Chiến trường Bakhmut mới nhất ngày 17 tháng 5. Bước tiến không ngờ của Ukraine ở Bakhmut khiến Nga sững sờ, mất phương hướng. Oleksandr Sysky, chỉ huy lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine đã đến thăm các binh sĩ gần Bakhmut và cảm ơn họ vì các hành động phản công trong 3 ngày qua khiến người Nga hoàn toàn mất phương hướng. Ông Sysky nói, các anh em thân mến, hôm nay các bạn đang tạo ra trang sử mới nhất. Đây là một chương khác trong cuộc chiến của chúng ta và nó mới bắt đầu cách đây 3 ngày. Khi các bạn phát động một cuộc tấn công, bằng hành động của mình, bạn đã làm toàn bộ quân đội Nga bị đình trệ bởi vì người Nga không biết cuộc tấn công ở đâu, cuộc tấn công của chúng ta ở đâu, hoặc những gì đang xảy ra gần Bakhmut mà họ coi là của họ và nói rằng nó đã thực sự bị bao vây là hoàn toàn khác nhau. Ông Sysky nói thêm rằng lực lượng lính Nga ở Bakhmut đang cảm thấy như chuột trong bẫy chuột vì lực lượng phòng vệ Ukraine từ phía Bắc và phía Nam tiếp tục các hành động tấn công và giành được chiến thắng. Theo Sysky, những người bảo vệ Bakhmut sử dụng nguyên tắc phòng thủ tích cực, do đó phá hủy các kế hoạch của Nga, những người vẫn còn nhiều nguồn lực hơn. Ông cho biết thêm, ông đã thảo luận và đưa ra các quyết định cần thiết với chỉ huy các đơn vị, phân khu để tiếp tục duy trì hoạt động phòng thủ. Sysky nói rằng họ đã cùng nhau tính toán tất cả các kịch bản có thể xảy ra. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 16 tháng 5 cũng cho biết quân Nga tiếp tục tiến hành các hành động tấn công, giao tranh khốc liệt tiếp tục diễn ra ở Bakhmut. Ngoài ra, vào ban ngày, lực lượng Nga đã tiến hành các hành động tấn công không thành công. Theo hướng giải quyết Ivanisky, họ đã thực hiện các cuộc không kích ở các khu định cư Bodanivka, Bakhmut, Ivanisky và Torez của Donetsk, Olap. Hỏa lực pháo binh của Nga đã ảnh hưởng đến Hovrivka, Bodanivka, Bakhmut, Ivanisky, Chashivka, Stopochki, Pipnikny và Torez của Donetsk. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16 tháng 5 cho biết các lực lượng Ukraine đã giải phóng khoảng 20 km2 đất ở vùng ngoại ô phía Bắc và phía Nam của Bakhmut, nhưng Nga đã tiến phần nào trong chính thành phố này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia cũng cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Nga đang chuyển các đơn vị lính dù chuyên nghiệp tới Bakhmut khi các lực lượng Ukraine kiểm tra giới hạn của họ trong việc phòng thủ. Không bình luận về báo cáo của Ukraine, Moscow cho biết các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào sườn phía Tây của Bakhmut, chốt giữ cuối cùng của Ukraine tại thành phố đã bị phá hủy phần lớn ở Donetsk. Báo cáo của Ukraine về sự gia tăng trong khu vực Bakhmut được đưa ra khi Ukraine dường như đang tiếp tục tiến hành các cuộc phản công chống lại các vị trí của Nga trong khu vực. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 14 tháng 5 thông báo đã tái chiếm hơn 10 vị trí ở phía Bắc và Nam Bakhmut. Nhưng giữa làn sóng phản công thành công đầu tiên của Ukraine trong trận chiến Bakhmut, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong và xung quanh thành phố.
Theo báo cáo ngày 15 tháng 5 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại DC, phân tích tình hình chiến tranh ở Ukraine. Gần một năm rưỡi trong cuộc chiến tổng lực của Nga, Bakhmut vẫn là tâm điểm của cuộc chiến, trong đó cả Ukraine và Nga được cho là chịu thương vong nặng nề. Quan chức Mỹ nói tổ hợp Patriot ở Ukraine có thể đã hư hại. Một quan chức Mỹ nói tổ hợp Patriot ở Ukraine có thể đã hư hại, nhưng không bị phá hủy sau đợt tập kích tên lửa của Nga vào Kiev. Mỹ đang đánh giá mức độ hư hại của tổ hợp phòng không Patriot, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói ngày 16 tháng 5. Việc này sẽ quyết định lực lượng Ukraine cần rút hoàn toàn hay có thể sửa chữa tổ hợp ngay tại trận địa. Quan chức trên bình luận vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinyan phá hủy trận địa tên lửa phòng không Patriot tại Kiev trong cuộc tập kích rạng sáng cùng ngày. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công. Một quan chức Mỹ khác cho biết tên lửa Nga có thể đã đánh trúng một thành phần trong tổ hợp Patriot. Hệ thống gồm 6 thành phần chính gồm radar, bệ phóng, anten, đài chỉ huy, trạm phát điện và tên lửa đánh chặn, giúp phóng tên lửa chính xác đến mục tiêu. Nếu một thành phần bị hư hại nghiêm trọng, Ukraine sẽ buộc phải rút hệ thống và chuyển ra nước ngoài sửa chữa. Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã thu được tín hiệu phát ra từ hệ thống Patriot, sau đó sử dụng tên lửa Kinyan để tập kích. Khác với những hệ thống phòng không tầm ngắn mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, Patriot có tính cơ động kém hơn, khẩu đội lớn hơn, cho phép lực lượng Nga có thời gian ngắm mục tiêu. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby không thể xác nhận thông tin hệ thống Patriot bị hư hại, nhưng thêm rằng vũ khí do Mỹ cung cấp thường xuyên bị tổn thất hoặc hao mòn trong giao tranh. Nếu hệ thống Patriot cần phải sửa chữa ngoài Ukraine, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ. Ông Kirby trả lời báo giới ngày 16 tháng 5. Quân đội Ukraine từ chối bình luận về tuyên bố của Nga. Đây là lần đầu tiên Nga thông báo phá hủy tổ hợp Patriot mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Nếu được xác thực, đây sẽ là tổn thất rất lớn với lưới phòng không Ukraine, bởi Patriot từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời nước này. Ukraine hồi tháng 4 tiếp nhận 2 tổ hợp Patriot, tổ hợp còn lại do Đức và Hà Lan cùng cung cấp. Đại tướng Valery Zaluzhny, tư lệnh quân đội Ukraine trước đó cho hay, Nga đã phóng 6 tên lửa siêu vật âm Kinyan từ tiêm kích MiG-31K, 9 tên lửa hành trình Kalib từ chiến hạm ở Biển Đen, 3 tên lửa đạn đạo Iskander, 6 UAV Shahed 136, 131 cùng 3 UAV trinh sát cấp chiến thuật và chiến dịch trong đợt tập kích Kiev rạng sáng 16 tháng 5. Quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 18 tên lửa Nga, trong đó có 6 quả đạn siêu vượt âm Kinyan. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin, Nga không phóng nhiều tên lửa Kinyan như số lượng mà Ukraine tuyên bố đã bắn hạ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với RIA Novosti. Nga gần đây tăng cường tập kích bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev cùng nhiều địa phương khác. Lưới phòng không tại Kiev đang được củng cố đáng kể nhờ các tổ hợp hiện đại của phương Tây, trong đó đáng chú ý là hệ thống Patriot giúp Ukraine bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.